Tuấn Anh kia kìa. Tuấn Anh Hồng Duy. Scan mã Manh Tô, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Hello Vlog và Đức Quý xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại sân vận động của tỉnh Phú Yên. Nơi đây sẽ là nơi mà các cầu thủ Thép Xanh Nam Định họ tập luyện để mà chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025. Và một chút nữa thôi thì mình sẽ mang đến cho quý khán giả những hình ảnh tập luyện mới nhất của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta cùng khám phá sân vận động Phú Yên nha. Let's go. 16:30 thì câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định mới đến tập luyện. Mình sẽ tham quan một vòng ở khuôn viên của sân vận động Phú Yên. Đây là lần đầu tiên mà Vlog mà đường pit tác nghiệp tại đây. Đây là khu vực nhà thi đấu đa năng. Còn đây là dãy nhà của các vận động viên. Thép Xanh Nam Định thì đã có mấy ngày tập luyện tại đây rồi, cho nên là khá đông khán giả đến để chờ đợi gặp các cầu thủ ngôi sao. Hả? Không không qua đây à? Dạ. Ủa gì hả? Anh về được đây được mấy ngày? Ôi, không thể tin nổi là vừa đến thì lại nghe thông tin là hôm nay đội hủy tập. Vẫn có lịch ngày 6 tháng 8 nè, 16 giờ tập sân Phú Yên mà cuối cùng bây giờ lại nghe nói là hủy rồi. Trời ơi, cuối cùng lại lỡ làng rồi. Khám phá thử khu vực sân. Mất công quá. Trời, hôm nay khán giả đến cũng đông ghê. Mà cuối cùng không được xem Nam Định tập. Đây là toàn cảnh sân Phú Yên. Mình thử đi lên phía trên cao coi. Tao có đi đâu đâu. Tiếc quá, nếu mà mình biết trước thì mình sẽ đi thẳng về Nha Trang để tác nghiệp buổi tập của Bình Dương. Thôi lỡ hẹn rồi, chán quá. Đi 80 mấy cây số tới nơi mà cuối cùng lại không tác nghiệp được. Lỡ hẹn rồi thì thôi, lại tạm biệt sân Phú Yên thôi. Không có duyên không có duyên với Nam Định đợt này rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại Pleiku. Hơi bị xa, 200 mấy chục cây số nữa. Thì phải tranh thủ đi sớm như thế này để khoảng 10 đến 11 giờ đêm về tới nơi, lên sóng trò chuyện cùng với quý khán giả là đẹp nhất rồi. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Bây giờ thì Dũng sẽ tiếp tục với hành trình Tuy Hòa, Phú Yên về Pleiku, Gia Lai, hơn 240 cây số. Let's go. Rafael San Henrio.
Mbappé, Lucas. Vậy là các cầu thủ thép xanh Nam Định nè. Văn Toàn. Họ cũng bơi xong hết rồi, tập xong rồi. Ở đây là khuôn viên của khách sạn Rosa. Khách sạn 5 sao ở Tuy Hòa, Phú Yên. Toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ thép xanh Nam Định ngày hôm nay thì họ tập gym ở trong phòng và sau đó là ra hồ bơi. Chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia thể lực của đội đã thay đổi cái kế hoạch tập luyện so với kế hoạch đã được định trước. Và cũng chính vì vậy mà mình đến tác nghiệp ở sân Tuy Hòa nhưng lại không thể ghi hình được, đành phải về khu vực khách sạn của đội. Đây, Tuấn Anh kia kìa. Tuấn Anh, Hồng Duy. Lucas vẫn là cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất ở thép xanh Nam Định, trong khi là Văn Toàn là cầu thủ có tốc độ cao nhất ở đội. Henrio, Joseph Mbappé. Có một số cổ động viên, có một số khách ở khách sạn thì nhận ra các cầu thủ và cũng đã xin chụp hình cùng với các cầu thủ. Như vậy là mình cũng đang trên đường trở về Gia Lai sau một hành trình không thể tác nghiệp được buổi tập của câu lạc bộ thép xanh Nam Định. Và bây giờ thì Vlog Mình Được Biết xin phép được giới thiệu quý khán giả hình ảnh mới nhất về tân binh chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ ngoại thứ hai. Chiều ngày hôm nay thì bạn ấy đã có mặt tại Pleiku, tuy nhiên là trời mưa rất là lớn ở Hàm Rồng đã khiến cho buổi tác nghiệp của cộng tác viên của mình không thể thành hiện thực được. Vậy thì bây giờ xin mời cả nhà cùng nhìn ngắm những hình ảnh đầu tiên của cầu thủ đến với đội bóng phố núi sau Jairo Finho. Xin mời cả nhà. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.